Chào cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Linh. Năm nay Hà Lan thực sự không có mùa đông vì trời ấm hơn thông thường. Thỉnh thoảng thì cũng có vài cơn gió lạnh, giông hoặc bão. Mỗi năm vào ngày 21 tháng 3 là khởi đầu của một mùa xuân mới. Hoa bắt đầu nở rộ, trời sẽ ấm dần lên. Nhưng cũng có nhiều năm thời tiết thay đổi bất thường như năm nay vậy nè. Người Hà Lan có câu Mart Ruut Zen Start. Nghĩa đen của cái câu này là tháng 3 sẽ quẩy cái đuôi của nó. Nhưng nghĩa bóng thì thời tiết tháng 3 sẽ có mưa và gió rất là lạnh. Chỉ vài ngày hôm trước, chỉ 2 ngày trước thôi, thì trời còn ngập tràn nắng ấm. Nhưng theo dự báo thời tiết thì sẽ có tuyết rơi. Chẳng ai tin vào cái điều này cả. Mọi người cứ nghĩ là chuyện cả tháng 4. Nhưng tuyết thật sự rơi rồi. Sáng nay trời trở nên âm u, xám xịt. Linh khẽ nhìn qua cửa sổ thì thấy tuyết đã rơi từ bao giờ. Đây là những bông tuyết đầu mùa. Tuyết đầu mùa nhưng rất trái mùa, tuyết của tháng 4. Nhưng tiếc lắm các bạn ơi, tại vì tuyết này là loại tuyết ướt. Nó rơi xuống đất và tan rất nhanh, giống như là nước mưa. Nó không động lại nhiều trên mặt đất. Tuy nhiên nó cũng tạo thành một lớp dày dày để cho con nít chơi. Và các em vui vẻ chơi với nhau, làm người tuyết, nép tiếp vào nhau. Mấy con đường này á, nhìn có vẻ vắng vẻ, nhưng ở những con đường lớn thì xe đã chạy chậm hơn, kẹt xe cũng nhiều hơn vài ngày trước. Mặc dù nhiệt độ đã xuống thấp rất nhanh nhưng không quá lạnh, không có cái cảm giác lạnh buốt da nữa. Cũng có thể là trời ấm hơn, hoặc là Linh quen với lại cái cảm giác lạnh ở nơi này rồi. Vì không đủ lạnh nên nước trong những con sông không đông đá được. Nước vẫn chảy và những loài chim giống như vịt, hải âu đi kiếm thức ăn từ trên những mặt nước. Người Hà Lan cũng có câu April Duet What He Will, nghĩa là thời tiết tháng 4 rất là khó đoán. Mình không thể nào đoán được nó sẽ nắng hay là mưa vào ngày sau, tuần sau như thế nào đâu. Hoa đã chớm nở nhưng bị tuyết phủ rất là nhiều. Vậy là năm nay mùa màng bắt đầu thất bát rồi đó cả nhà. Khi mà hoa bị tuyết phủ nó sẽ bị chết, nó sẽ không kết trái được. Linh nhìn buồn ơi là buồn luôn. Mấy con ong bướm nó trốn mất tiêu hết trơn rồi. Nó cũng phải chờ ngày nắng ấm thì mới xuất đầu lộ diện. Càng ngày càng ít ong và bướm. Mọi người nhớ bảo vệ ong và bướm nha, tại vì nhờ nó mình mới có trái cây để mình ăn. Mong là vài ngày sau nó sẽ cây trái sẽ trổ một đợt hoa mới và Linh sẽ có trái cây để Linh ăn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh và chúc mọi người một ngày thật vui. Nhớ subscribe, like và nhấn chuông cho Linh nhé. Cảm ơn cả nhà thật nhiều.